Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Long Phát Audio. Thì ngày hôm nay Long Phát Audio sẽ hát test thử cho các bạn một mẫu loa với loa bass là 4 tấc đôi nha tất cả các bạn nha, đến từ thương hiệu Rosin với modem là W15B trước mặt chúng ta đây nè. Ok, mình sẽ giới thiệu sơ qua và sau đó mình sẽ hát test cho tất cả các bạn mình cùng nghe qua nha. Phần phía trước của chiếc loa chúng ta sẽ được làm bằng tấm lưới thép e căng nha tất cả các bạn, để bảo vệ bụi bẩn ngoài môi trường vào thành loa. Thì khi các bạn nhìn vào loa đây nè, chúng ta sẽ thấy đó là có được hai loa bass đây trên dưới nè. Đây là hai loa này, loa 4 tấc đôi nha tất cả các bạn nha. Và đây là một loa chung và một loa chép, hai loa nhỏ nằm kế bên phần thành loa đây. Xung quanh loa thì chúng ta sẽ được bọc bằng gỗ nha tất cả anh em, rất là cứng cáp luôn nè. Và đây là gỗ chống thấm nước nha. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có hai khay cắm micro, đi kèm với đó là hai micro UHF cho chúng ta chất âm rất mượt mà và rất chi là hút luôn nha. Phần phía sau của loa thì chúng ta sẽ có những nút căn chỉnh như là volume tổng nè, nút chép, nút âm bass của loa, delay, echo, âm bass của mic nè, chép, mic, âm lượng tổng mic đó. Và đây là nút âm lượng của guitar, nút cuối cùng này nha. Rồi, và đây là cũng là hai cổng cắm guitar, hai cổng cắm mic có dây nha, dành cho những bạn nào mà mình thích xài mic có dây. Đây, đây là jack cắm audio input và in out để chúng ta có thể live stream. Rồi, đây là nguồn sạc pin nè, sạc điện nè. Và nút nguồn của chúng ta sẽ có hai nguồn điện, đó là AC và DC, là tất cả các bạn có thể sạc trực tiếp vào bình ắc quy hoặc là chúng ta có thể cắm trực tiếp vô xài bên AC và vừa cắm trực tiếp vừa xài luôn nha. Ok, còn đây những nút căn chỉnh qua bài, dừng bài, rồi tất cả các bạn có thể đều biết rồi. Và đây là màn hình LED của loa, hiển thị thông số của loa nhé. Tất cả chỉ có như vậy thôi. Mà cái quan tâm nhất của chúng ta đó chính là âm thanh của loa sẽ như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn nghe. Mình sẽ hát một bài. Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương đời vơi vương trên đôi mắt cay. Mùa đông ơi, ngoài kia người tôi yêu lẻ loi, xin hãy gom mây đừng để mưa mai rơi lối ấy. Muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy, như những người vẫn đi mưa mai rơi đầy.